Là phần thuyết trình về app mobile của nhóm mình. Người sử dụng chính là các chủ của thú cưng. Thì phần thuyết trình sẽ gồm 3 phần. Phần 1 ở màn hình home. Mà ở màn hình home thì ở trên sẽ có các list category để giúp cho user sẽ tìm được dịch vụ nhanh nhất. Thứ hai đó là ở dưới sẽ được tổ chức các dịch vụ theo group, như group theo giá, group theo location và group và các group còn lại. Đây sẽ là một list các service gồm có tên service, tên shop và số lượng sao đánh giá và khoảng cách, đồng thời sẽ là giá tiền. Phần thứ hai sẽ là quy trình book lịch và quản lý lịch đặt của khách hàng. Để book lịch dịch vụ thì chọn dịch vụ mình cần book. Ở màn hình dịch vụ mình cần book sẽ có thông tin cơ bản của dịch vụ, thời gian dự kiến dịch vụ phục vụ và các dịch vụ đi kèm. Thì ở phần chính sẽ là phần thời gian mà mình sẽ đặt. Hệ thống sẽ được đặt 7 ngày tính từ thời điểm ngày hôm nay. Các khung giờ màu xám sẽ là các khung giờ đã full chỗ và không thể đặt được nữa. Mình sẽ chọn các khung giờ màu trắng. Khi chọn khung giờ thì sẽ hiện thị nút để mình tiếp tục đặt. Sau khi đặt thì ở đây sẽ là cái trang confirm. Thì thông tin của shop sẽ được, và thời gian dịch vụ và giảm giá sẽ được hiển thị ở đây. Các thông tin cá nhân sẽ được hệ thống tự fill vào theo gồm hai thông tin chính là thông tin của bản thân và thông tin của chó mèo của mình. Tiếp theo thì mình có thể là chọn thêm các mã giảm giá hoặc là không nốt cho cái phần đặt hơn này. Không thể thiếu được chính là phần giá. Book thì hệ thống sẽ thông báo là bạn đã book thành công. Vậy thì những cái đơn hàng mà đã book được book thành công thì nó sẽ quản lý ở tab activity ở ngay trang home. Và muốn xem lại các đơn mà mình đã đặt thì sẽ vô ở trang quản lý activity, thì sẽ có hai tab là những cái đơn đang được đặt và những cái đơn mà đã trong quá khứ. Ngoài ra thì những cái đơn mà đang được đặt mà gần tới giờ thì sẽ được hiện ở ngay trang chính để có thể phục vụ cho việc check-in ở tại cửa hàng. Thì ở đây mình sẽ cung cấp cho tính năng cancel. Thì ở cancel thì mình sẽ chọn lý do tại sao mình cancel. Và ghi chú thêm phần cancel. Sau đó thì mình cần confirm cái phần cancel này. Sau khi mà confirm thì hệ thống sẽ thông báo là đã confirm thành công. Còn quay trở lại khi mà mình đã tới giờ và mình đã tới quán thì mình sẽ có phần check-in. Check-in thì mình có thể cung cấp mã QR code cho nhân viên hoặc là có máy check-in ở cửa hàng. Hoặc là có hai option khác, đó là thông qua GPS hoặc là Wi-Fi ở quán để có thể check-in. Thì phần check-in sẽ được thể hiện ở phía web của shop. Phần thứ ba mình thuyết trình đó chính là những một vài trang khác phụ liên quan.